Hello, xin chào anh chị em, và mình là Sam của Tech Profit, và chào mừng anh chị em đã quay trở lại với chuỗi video góc nhìn trading cùng với Tech Profit nha. Và hôm nay thì mình muốn làm một cái video để chia sẻ với anh chị em, đúng không ạ, là trong cái thời điểm hiện tại, bởi đây là một giai đoạn mà thị trường rất nhạy cảm. Đây là một giai đoạn mà nó không hề dễ dàng cho anh chị em để giao dịch, đúng không ạ, bởi vì lựa chọn cổ phiếu nào nó cũng rất là khó khăn mà hay gặp những cái rủi ro với thị trường điều chỉnh. Ví dụ như trong phiên ngày hôm nay, anh chị em thấy là ngày hôm nay là cũng có đến khoảng tầm 290 mã là giảm giá, đúng không ạ? Có 149 mã tăng nhưng mà 290 mã trên sàn HOSE là giảm giá. Đấy, và thị trường thì vẫn thường trực những rủi ro cả về yếu tố tâm lý, cả về yếu tố là gì ạ? Nhà đầu tư thì có lãi rồi mắt trước mắt sau là bán, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ tìm những cái mã cổ phiếu nào để nó có thể là có đem lại sự an tâm cho chị em trong giai đoạn hiện tại. Thì đây là một cái gợi ý của mình trong cái video này, đúng không ạ? Thì đầu tiên nhá, mình sẽ chia sẻ cái màn hình cho chị em. Thì đây là cái cách mà mình hay sử dụng để tìm cơ hội. Thì có hai cách. Thì cách đầu tiên thì anh chị em có thể là follow theo những cái gọi là tổ chức lớn đi. Thì anh chị em có thể search cái hoạt động của cái quỹ VN Diamond. Anh chị em search cái danh mục của VN Diamond. Đấy, thì cái này là của Dragon Capital. Thì anh chị em sẽ xem được là dòng tiền lớn từ đầu năm thì nó hoạt động như thế nào, và từ đầu năm thì nó giao dịch làm sao. Thì đây là cái phân bổ tài sản theo ngành của nó. Thì nếu anh chị em để ý thì chúng ta thấy là từ đầu năm là cái tỷ trọng banh ấy, tỷ trọng nhóm cổ phiếu ngân hàng từ đầu năm là càng ngày càng được hạ bớt. Đấy, họ bán bớt ngân hàng trong cái rổ danh mục của họ đi, và đổi ngược lại là họ mua mới, đúng không? Và họ mua cái gì, anh chị em thấy này, tập trung khá mạnh vào bán lẻ, đúng không ạ? MWG và PNG. MWG và PNG bán lẻ chiếm đến 30% thị trọng và càng ngày càng tăng lên, đúng không ạ? FPT cũng là được mua từ đầu năm và tỷ trọng hiện tại là tầm đến 15% NAP. Đấy, tiếp theo là RE, là nhóm điện, đúng không ạ? Nhóm điện, và chúng ta thấy là hiện tại đây thấy rõ là gì ạ? Nhóm bán lẻ, nhóm phần mềm dịch vụ và nhóm bán lẻ, nhóm công nghệ, đúng không ạ, và nhóm điện. Đấy là những cái nhóm mà được tập trung đẩy mạnh gọi là giải ngân từ đầu năm đến giờ. Và anh chị em thấy là nếu mà chúng ta quan sát đi, là từ đầu năm kể cả những cái thị trường sập hay là có những cái vấn đề, thì chúng ta thấy đây, MWG nó vẫn giữ được cái sự ổn định tính từ đầu năm, đúng không ạ? Hay là PNG này, nó cũng có những sự ổn định từ tính từ đầu năm. Nếu mà anh chị em mua từ đầu năm đi, thì đến thời điểm hiện tại tính ra cũng là có cái tỷ suất lợi nhuận khoảng tầm 20-25%, đúng không ạ? Có ít rủi ro, mà tất nhiên là gì ạ? Khi mà thị trường bị bán tháo nó cũng bị bán, nhưng mà gì ạ? Hồi phục lên rất là nhanh. Hay là FPT, anh chị em thấy cũng tương tự, đúng không ạ? Cũng bị bán tháo giai đoạn tháng 4 năm, giai đoạn mà thị trường nó giảm khoảng tầm 360 điểm đây. FPT cũng bị bán, nhưng mà sau đó anh chị em thấy chỉ sau khoảng tầm 2 tuần là nó tăng lại rất là nhanh. Thì đây cũng sẽ là một cái gợi ý cho anh chị em để chúng ta lựa chọn những cái cổ phiếu để nó có tính an toàn. Bởi vì sao? Thực chất nhá, là đây những cái cổ phiếu mà gọi là tiền lớn nó vào, đúng không ạ? Và tiền lớn nó ở lại chứ nó không ao ra, thì nó sẽ đem đến chúng ta cái gì? Đem đến chúng ta cái sự ổn định. Và việc của chúng ta đơn giản lắm là gì ạ? Là anh chị em canh mua ở những cái thời điểm nó điều chỉnh, anh mua ở những thời điểm điều chỉnh, chúng ta xác định cái trend line. Chính ra những cái cổ phiếu như MWG, FPT hay là PNG, anh chị em giao dịch nó không hề khó đâu. Hay là kể cả RE nhé, RE cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Anh chị em thấy là RE tăng khủng khiếp luôn, tính từ đầu năm, đúng không? Tăng gần nhân đôi luôn. Nếu mà tính từ đầu năm là tăng gần nhân đôi luôn, tăng rất khủng khiếp. Thì chúng ta thấy là đấy, dòng tiền lớn họ cũng có sẽ họ sẽ không gọi là không phải là không hiểu biết, đúng không ạ, mà họ cũng sẽ có những cái đánh giá về rất kỹ về ngành trước khi họ giải ngân. Thế nên là gì ạ, tập trung mà họ hiện tại đang tập trung vẫn đang vào phần điện bán lẻ, đúng không ạ, công nghệ, thì chúng ta cũng có thể action như vậy. Đấy, một cái cách thứ hai thì cái việc của chúng ta là gì ạ, bây giờ chỉ chờ đợi, đúng không ạ, chờ đợi điều chỉnh mà mua thôi. Là cách dễ nhất, và những cái cổ phiếu có thể là không đem lại tỷ suất lợi nhuận quá xuất sắc, nhưng mà nó sẽ đem lại anh chị em một cái sự hiệu quả ổn định. Đấy, cách thứ hai là chúng ta có thể là sử dụng cái công cụ website Tech Profit. Thì đây là một cách của mình cũng thường xuyên sử dụng. Để làm gì? Anh chị em sẽ xem cái phần biểu đồ ngành ấy, và chúng ta lựa chọn cái phần ngành ở trên index, và chúng ta sẽ quan sát xem là hiện tại đâu là những cái nhóm ngành nghề mà mạnh nhất, đúng không ạ? Mạnh nhất index thì cách đây khoảng tầm 2 tuần thôi, thì mình chỉ nhìn thấy là những cái nhóm ngành nghề trên index ấy, thì nó chỉ lác đác một số ngành,
hàng không hay là Vin thì đơn giản là gì ạ? Nó đi ngang chứ nó không giảm so với cả thị trường, và về bản chất là gì ạ? Những nhóm đấy nó không hiệu quả và những nhóm khác thì đều nằm dưới index hết, đúng không ạ? Thì đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy bắt đầu là gì ạ? Khi mà thị trường hồi phục ngay lập tức là nhóm một loạt những nhóm cổ phiếu nó bắt đầu là bật lên, và chúng ta đang thấy ở đây thứ nhất là top đầu hiện tại đang là dầu khí, đúng không ạ? Top đầu là dầu khí, tiếp theo là nhóm thủy sản. Thì anh chị em cứ quan sát thôi là giai đoạn vừa rồi ấy, những cái cổ phiếu thủy sản có phải nó vẫn tăng vượt đỉnh không, mặc dù đã tăng từ đầu năm, đúng không ạ? Thị trường gãy sau đó là gì ạ? Vẫn tăng, vẫn là có điểm mua cho anh chị em, đúng không ạ? Vẫn break lên ăn rất là nhẹ nhàng. ANV này vượt đỉnh này, có nhiều anh chị em còn chơi cả IDI. Thực ra những cái cổ phiếu này nó hơi lừa lừa một tí, mình không chơi anh em, nhưng mà chúng ta lựa chọn những cái cổ phiếu mà có cơ bản và nó mạnh, đúng không ạ? Thuộc tốt đầu ngành là chúng ta có thể chơi được rồi. Rồi đấy, cho nên là một loạt kể cả CMX các kiểu thì nó cũng phi trong đoạn vừa rồi, hồi phục lên rất nhanh, đúng không ạ? ACL đấy, hồi phục lên rất nhanh, quay trở lại trên tăng rồi đấy. Rồi tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là nhóm phân bón. Đây là một nhóm mà mình không đánh giá, mình không chơi và mình không đánh giá được, đúng không ạ? Và mình cũng thấy là nó có một cái sự gọi là tăng mà dân tính hơi nhiều FOMO, nhưng mà thực tế nhá, anh chị em thấy này, thời điểm nó bắt đầu vượt là gì ạ? 31 tháng 5, đúng không ạ? 31 tháng 5 thì anh chị em mình BPM quay trở lại 31 tháng 5, đây điểm mua đấy, 31 tháng 5, đây là thời điểm anh chị em mua cho một vòng mới, đúng không ạ? Ăn cũng rất là nhẹ nhàng, chưa biết là có vượt hay không. Hay kể DCM này cũng hồi phục lên rất là nhanh, đúng không ạ? Hồi phục sóng, hồi phục lên mà những cái cú nhịp hồi phục lên này rất mạnh, nó cũng phải tầm phải 40%, 40% không ít rồi, 40-45%, đúng không ạ? Rồi ok đấy, tiếp theo là nhóm gì? Nhóm điện. Nhóm điện thì nói rồi, đúng không ạ? Ri là một con lead ngành, thì sau đó những cổ phiếu khác trong ngành điện thì trong giai đoạn vừa rồi rất mạnh. Điện thì anh chị em sẽ thấy Ri này, GEG này, đúng không ạ? CG này, VSH này, đấy mình lấy một số cái LT2 rồi đây, thì anh chị em sẽ thấy là gì? Đều là những cái nhóm cổ phiếu đang khỏe hơn so với thị trường, đúng không ạ? Mà khỏe hơn từ trước rồi nhé, từ thời điểm tháng 5 luôn, thị trường hồi phục là nó đi lên đầu tiên, đúng không ạ? ANT là con gì ta? Rồi đấy, thì đây là cái nhóm cổ phiếu khỏe này đó. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo là nhóm cổ phiếu đấy, mình xem thử nhá. Họ nhà viên không nói, nhóm bán lẻ này đang có sự quay trở lại mới tinh luôn, thời điểm bắt đầu vượt là đầu tháng 6, đúng không ạ? Rồi nhóm hóa chất cũng có sự quay trở lại, và đặc biệt anh chị em thấy DGC và CSV hôm vừa rồi là mới từ hôm qua, có nghĩa điểm mua mới xuất hiện từ ngày hôm qua. Nghĩa là cái xu hướng này anh chị em mua để ăn được nó sẽ rất là nhiều. Và DGC đây, nếu anh chị em kẻ một cái trend line này, điểm mua cũng thế, đúng không ạ? Thì bây giờ mình đang nói cái góc độ là gì, là đây là anh chị em còn ăn cổ tức, nhưng mà đấy cũng là một điểm mua đó. CSV này, CSV tương tự nhỉ, có cả trend line xuống nên nó sẽ thật điểm mua từ khoảng tầm từ 30 tháng 5, đúng không ạ? Cho đến thời điểm hiện tại là ăn 10 giá khoảng 25%, thì chúng ta thấy là kể cả thị trường khó chúng ta vẫn sẽ tìm được cơ hội, miễn là gì ạ? Chúng ta thấy được là ok, dòng tiền lớn đang làm gì, và cái thứ hai là anh chị em lựa chọn đúng thời điểm, đúng không? Và cái thứ ba chúng ta sử dụng công cụ để có thể là nắm bắt được những cơ hội, sau đó thì chúng ta có thể lựa chọn những cái nhóm cổ phiếu khỏe nhất trong nhóm ngành, trong ví dụ trong những cái nhóm này thì đâu là tổ phiếu top 1, top 2 trong ngành, anh chị em tập trung vào những cổ phiếu đó. Thế là xong. Ok, thì đấy là một cái video mà mình hướng dẫn chia sẻ cho anh chị em để giúp chúng ta có một cái gợi ý trong kể cả giai đoạn này hay là giai đoạn thời gian tới, chúng ta có thể tìm ra được cơ hội. Và cảm ơn anh chị em rất nhiều, và hy vọng anh chị em thích video này, và nếu thấy hay thì cho mình xin một like, có thể là bình luận để bổ sung thêm, hoặc là subscribe kênh YouTube nhé để ủng hộ cho Tech Profit. Cảm ơn anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau. Bye bye.